Vì sao Tô Tổng nhìn đâu cũng sợ, sợ cả sự lì lợm của đồng chí. Tứ trụ đã được bầu tại đại hội 13 đã dụng bất ba chỉ có một mình ông Phạm Minh Chính. Không phải ông Chính không bị tấn công mà là ông đã che chắn tờ huyệt một cách quá kỹ càng. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng còn sống đã không thể công phá tờ huyệt của ông Thủ tướng. Tô Lâm hung hằng, đánh nhanh, đánh mạnh, đánh úp nhưng dù làm mọi cách, Phạm Minh Chính vẫn đứng vững cho đến bây giờ. Như vậy, trên đấu trường chính trị, không ai có sức chịu sóng gió và thậm chí chịu đòn tốt như Phạm Minh Chính. Át hẳn, Tô Lâm cũng hiểu, đội chơi tấn công mãi mà không thể ghi bàn để hạ đối thủ, thì trước sau gì cũng dính đòn hồi mã thường, vào giờ phút mà không ai ngờ tới. Mỗi nhiệm kỳ 5 năm được xem như một trận đấu vậy. Trận đấu hiện nay đã đi qua được 4 phần 5 quãng đường và đang tiến gần đến thời điểm cuối cùng. Vậy mà Phạm Minh Chính vẫn sừng sững, không xoay chuyển mặc dù Tô Lâm đã tìm đủ mọi cách. Từ huyệt của Phạm Minh Chính đặt tại hai nơi, một là bà chủ IC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và một ở trong tay người đứng đầu Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phạm Ngọc Hồng. Cả hai nơi này đều bị Tô Lâm nhắm đến, tuy nhiên khả năng xuyên thủng Tổng cục 2 trong nhiệm kỳ này là không thể phe quân đội đang rất mạnh, họ còn có tham vọng đòi Tô Lâm phải chia sẻ quyền lực thì rất khó để Tô Lâm có thể chiếm được Tổng Cục 2. Từ huyệt được xem là dễ hơn, đấy là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên hiện nay bà Nhàn có được quy chế tị nạn tại Đức và được chính quyền Đức bảo vệ. Ấy còn chưa nói đến Tổng Cục 2 của Bộ Quốc phòng cũng đang bảo vệ tối đa cho bà. Bởi nếu để bà Nhàn rơi vào tay ông Tô Lâm thì không chỉ ông Phạm Minh Chính bị hạ, mà cả ông Phan Văn Sang và các nhân vật khác trong Bộ Quốc phòng cũng khó mà trụ lại cho được. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm đã cử ông Lương Tam Quang sang Đức để mà đàm phán nhằm dẫn độ cho kỳ được bà Nhàn về nước. Nguồn tin cho biết thêm quà của Tô Lâm dùng để đổi trác với phía Đức không chỉ là món quà trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức mà còn có món quà thứ hai, đó là dự án điện hạt nhân Việt Nam sẽ ưu tiên cho hãng Siemens, một tòa đoàn lớn của Đức trúng thảo. Ai cũng biết rủi ro gây ra thảm họa của nhà máy điện hạt nhân luôn tồn tại, kể cả do các nước tiên tiến như Đức hay Nhật xây dựng. Một khi thảm họa xảy ra là hàng triệu người dân sẽ phải chết. Như vậy, ông Tô Lâm đang màng sinh mạng của hàng triệu người dân ra để mà ngã giá với một đất nước dân chủ đang nắm trong tay cái mà Tô Lâm thèm muốn. Điều này cũng cho thấy ông đang sợ rất nhiều thứ. Ông sợ vì ông Phạm Minh Chính hồi mã thương bất kỳ lúc nào. Để lấy cái sợ ấy, ông sẵn sàng đem sinh mạng người dân ra làm hàng để mà đàm phán và trao đổi. Như vậy, liệu Tô Lâm có biết yêu nước thương dân hay không? Hay là ông có thể mang cả Giang Sơn, dân tộc, quyền lợi quốc gia để mà giả bán, để mua lấy quyền lực và sự an toàn chính trị cho mình? sau khi làm tổng bí thư, ông Tô Lâm đã cho thả một số tù nhân đương tâm để đổi lấy tình cảm của những nhà phản biện. Nhưng giờ đây, ông đang lọ rỗ hơn bản chất của mình với ghế tổng bí thư, đồng thời nắm trong tay một thế lực mạnh nhất trong đảng. Tô Lâm đang xem Giang Sơn quyền lợi quốc gia như tài sản riêng để mang đi đổi trác lấy quyền lợi chính trị cho cá nhân ông. Thật là vô cùng nguy hiểm. Cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từng có cầu Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Có lẽ những thể hiện về quyết tâm cải cách của Tô Lâm chỉ là diễn. Hãy vén tấm màn che lên cho ông lên và soi vào hậu trường chính trị lúc ấy mới thấy được bản chất thật sự của Tô Lâm. Quý vị và các bạn có xem bản tin Vì sao ông Tổng nhìn đầu cũng sợ, sợ cả sự lì lợm của đồng chí Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tiến sĩ chân vịt Bùi Văn Cường vút rau hầm bị tô đại hất văn khỏi võ đại. Ngày 25 tháng 10, báo chí đồng loạt đưa tin, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết số 157 năm 2024 về việc miễn nhiệm các chức vụ đối với ông Bùi Văn Cường. Theo đó, ông Cường sẽ thôi giữ chức các chức gồm Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường trực vụ Quốc hội, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước đó, dư luận xã hội đã đồn đoán về số phận của ông Tổng Thư ký Quốc hội này. Và sau đó, vẫn như thường lệ, báo chí chính thức công bố tin tức như lời đồn. Có thể đây chỉ là những bước đi dọn đường để chuẩn bị khởi tố ông tiến sĩ chân vịt một thời tai tiếng này. Hồi tháng 4, Tô Lâm cho khởi tố vụ án tập đoàn Thuận An bắt đầu chiến diệt đánh vào chân trụ Chủ tịch Quốc hội của Vương Đình Huệ. Sang tháng 6, Tô Lâm yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phải cung cấp hồ sơ có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắc đã được phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2020. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018, 2019, 2020 tại địa bàn huyện Esup. Được biết, ông Bùi Văn Cường làm bí thư tỉnh Đắk Lắk từ năm 2019 đến năm 2021. Đây được xem là bước đi của Tô Lâm nhằm vào Bùi Văn Cường. Và đây là hình ông Bùi Văn Cường bị lệnh thật năm 2021, Vương Đình Huệ thua đau trước Phạm Minh Chính, phải nhận chức chủ tịch quốc hội. Khi đó, ông Huệ cũng kéo Bùi Văn Cường về quốc hội, phân công cho chức tổng thư ký, kiêm chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Việc ông Vương Đình Huệ ngã ngựa thì nhiều người cũng dự đoán trước sau gì Bùi Văn Cường cũng sẽ bị loại khỏi vũ đài chính trị, theo ông sếp của ông ta ở quốc hội. Ông Bùi Văn Cường là nhân vật không xa lạ gì với dư luận xã hội Năm 2020, ông bị một giáo viên thể dục trường tiểu học dân lập Nguyễn Khuyến, buôn ma thuộc Đắk Lắk tên là Hoàng Minh Tuấn, đã gửi đơn tố cáo lên ban tổ chức Trung ương cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Trung ương, cáo buộc ông Bùi Văn Cường, đạo luận án tiến sĩ. Ngoài ông Hoàng Minh Tuấn, một giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng là Phạm Đình Quý, cũng tố cáo ông Bùi Văn Cường với nội dung tương tự đáng nói là ngày 25 tháng 9 năm 2020, ông Bùi Văn Cường lúc đó là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã cho công an tỉnh này xuống tận thành phố Hồ Chí Minh bắt cóc ông Phạm Đình Quý về Đắk Lắk xử lý. Sau đó, ông Quý bị cáo buộc đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác, phạm tội vu khống quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự không biết khi đó, Bùi Văn Cường dựa vào ai mà ngang nhiên mang quân sang tỉnh khác bắt người về xử lý. Với hành động đó, ông Cường chỉ bịt miệng được người tố cáo chứ không thể bịt miệng được dư luận. Cũng chính vì tiêu cực đấy mà dư luận đã đặt cho ông Tổng Thư ký Quốc hội Nickname là Tiến sĩ chân vịt, tên gắn liền với đề tài tiến sĩ đầy tai tiếng của ông này. Và đây là hình ngày 26 tháng 8 Ông Bùi Văn Cường cho họp báo thông báo tháng 10 sẽ bầu chủ tịch nước. Tiến thân bằng cách dựa vào thế lực mạnh để leo lên cao. Khi thế lực đỡ đầu gục ngã, thì Bùi Văn Cường cũng bị đá văng khỏi vũ đại chính trị. Âu cũng là điều dễ hiểu. Thủ đoạn thì có thừa, tri thức thì lại thiếu. Đấy không chỉ là bản chất của ông Bùi Văn Cường, mà nó còn là mẫu số chung cho hầu hết các quan chức hiện nay. Cùng với Đặng Quốc Khánh, Bùi Văn Cường được xem là đàn em thứ hai của Vương Đình Huệ bị Tô Lâm triệt hạ. Đây phải chăng là cách mà Tô Lâm muốn triệt mầm họa từ xa, tránh cho những đàn em này luồn sâu, leo cao sau đó vào bộ chính trị rồi trả thù chăng? Có thông tin cho rằng, hồi tháng 8, ông Cường bất ngờ thông báo với báo giới rằng, vào tháng 10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước. Trong khi đó, Tô Lâm vẫn đang miễn cưỡng chưa muốn nhả chức trước áp lực của phe quân đội. Hành động này của Bùi Văn Cường giống như ép chuối chín non, cố tình đặt Tô Lâm vào chuyện đã rồi. Đây được xem là giọt nước làm tràn ly, khiến cho Bùi Văn Cường bị Tô Lâm đưa lên thớt. Xem ra, Bùi Văn Cường không phải là kẻ thức thời. Yếu nhưng dám vuốt rau hầm nên nhận hậu quả. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình tiến sĩ chân vịt bùi văn cường vuốt râu hầm bị tô đại hất văn khỏi võ đại